hè lớn em. Mới đây chỉ còn tầm khoảng hơn một tuần nữa thôi là Tết rồi. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau giữ đón tương lai. Gần tiền lì xì Tết của mấy cậu sẽ được bao nhiêu? Riêng tôi thì chắc chắn là méo có rồi. Hậu quả của gì có tuổi đó. Nhưng mà thôi, bây giờ trở lại vấn đề chính. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Khước Idol thời niên thiếu để mở khóa full rồi kỹ năng của Dragon trước khi nó được làm lại. Mà nói thiệt là tới lúc nó được làm lại chắc tôi qua Shiba mẹ nó rồi. Hành trình Idol thời niên thiếu, Khai Đinh Pha Kem 11 phần 3. Và để khởi động với cuộc hành trình lần này, tôi phải đổi màu ống rồng của tôi cái đã. Theo như tôi nhớ thì màu xanh hôm bữa tôi chơi hơi bị lỏ, ví dụ như là như này hoặc là như này, cho nên rõ ràng màu đó không phải là màu phong thủy của tôi, nên lần này tôi sẽ chọn màu cam. Bởi vì tôi là một người thuộc mệnh thổ, mà mệnh thổ thì hợp với mấy màu này. Thế là cái video ngày hôm nay có vẻ sẽ khá là phong thủy và thuận lợi đây. Ở đầu cuộc hành trình thì tôi muốn mình càng cút một xíu, với mục đích chính là muốn qua C2, cho nên tôi sẽ làm một chú bé Kaido ngoan ngoãn, không trẻ trâu. Tôi sẽ chỉ farm và farm. Ôi, cuộc sống thật là tươi đẹp và nhẹ nhàng từ lúc tôi đổi sang màu. Cái quần què gì vậy? Tính ra cuộc sống không cho tôi lương thiện, tự nhiên có con Khước cầm trái khói lại thả bom vô đầu tôi. Nó còn đang đu đu cái đinh ba dưới kìa, mấy ông thấy không? Thấy là không có màu cam yên bình cục cất gì nữa hết, tôi giết nó luôn. Này thì chọc Kaido thời trẻ trâu. Được cái là sau đó thì thằng nhỏ có vẻ khá là ngoan. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục hành trình của chúng ta, để tôi giới thiệu tới một map mới vô cùng thú vị, đến từ tựa game Mini World với cái tên Legion of Fire. Đây là một map dành cho những ông hoàng FPS giống như tôi. Trong cái map này chúng ta sẽ được chiến đấu và bắn nhau với bạn bè để so kèo xem thằng nào tay to hơn. Tay tôi to quá nên bắn toàn Chippo với Wara. Ngoài ra nếu như mấy ông không thích chơi súng bình thường thì game có làm luôn cho mấy ông trái chuối ra. Nói chung là mấy ông nên thử cái map này đi, nó hơi bị bất ngờ luôn á. Đặc biệt là lúc tôi thấy cái trái chuối này thay đạn. Cái map này không khác gì một game bắn súng bình thường, nhưng mà nó bựa và thú vị hơn. Mà sao cái trái chuối của tôi nó cứ bắn hụt hoài vậy? Trong cái map này có khá là nhiều kiểu đấu và bản đồ. Mỗi một kiểu thi đấu và bản đồ khác nhau sẽ có chiến thuật khác nhau, nên có thể rủ mấy khứa bạn vô lập kế hoạch của gia để chơi hiệu quả hơn, chứ đừng có đi lẻ giống tôi. Ngoài ra thì hệ thống trang bị và skin cũng khá là đa dạng, mấy ông có thể xem trước rồi chỉnh sửa trước khi vào trận. Để ra thì dù mình bắt gà nhưng mà vẫn đẹp. Link tải game tôi để dưới phần mô tả và bình luận, anh em hãy cùng tải về trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì trở lại cuộc hành trình thôi. Sau khi tôi xong với thằng Khước thì mọi chuyện có vẻ khá là yên bình, khi tôi có thể quay trở lại tập combo với Khước gì nào. Chờ gì là tôi combo như cục tức gà, còn lại không có Khước nào chết mẹ hết mana. Nói chung là tôi farm khá là yên ổn cho tới khi thằng Khước ánh sáng mất dạy đã xuất hiện, và thế là nó lại bật cái bản năng máu chút trong tôi lên. Nếu vậy để tôi cho nó biết một cây đâu thời niên thiếu có thể làm được cái gì. Mày tầm này chỉ có, nhưng không sao, bây giờ chỉ cần đợi bộ chiêu tôi hồi lại quất nó một cung. Nếu vậy thì đổi kế hoạch, tôi đi kiếm chỗ hồi mana rồi chơi nó tiếp. Tôi ngần lại vài vòng đợi hồi đủ một cung bồ. Thế là rõ ràng bây giờ vấn đề chính của tôi là mana, nên tôi định đè đầu vô cây cuốc để lên level nhanh nhất có thể và nó một ít điểm vào melee với là phòng thủ. Nhờ vậy mà tôi mạnh lên khá là nhiều và chẳng mấy chốc đã thể sang C2 luôn mấy ba. Nhưng mà trước khi sang C2 tôi cần phải thu thập á đồ hacker. Mà tại sao thằng Khứa lại bật Phật tổ trong lúc farm hack? Nó sợ con quái quánh hỏng chúng nữa hả? Nhưng mà thôi kệ, trước mắt cứ gặp hacker là phải xử. Trời má, bạn hack con Khứa để gì chỉ nhìn hay vậy? Mà hay thì cũng cút. Giờ thì trước khi sang C2 tôi phải lấy một số thứ đã. Đầu tiên là cái áo choàng màu hồng của Khứa Suen. Mặc dù nó tăng chỉ số vào gánh nhưng mà nó đẹp nên tôi sẽ hốt giá. Tôi nghĩ là với cái phong thủy của diện hôm nay mới đỡ cánh thì cái áo chắc chắn sẽ ra trong lần. À, tôi nghĩ là lần sau. Cái món thứ hai mà tôi muốn lấy là cái đao của Khứa trưởng quan ngục. Lý do là vì nó to và nó dài. Vậy gì đây chỉ là một item ở mức hiếm thôi, cho nên với độ may mắn sau khi đổi cánh cam của tôi thì tôi rất là tự tin. Vậy là vì hai món item đó tôi lại thăm ngàn, tôi đổi server liên tục để xử thằng Swain và thằng Khứa chữa quán ngục. Lâu lâu có lỡ tài quánh mang Khứa người chơi xíu, lỡ thì cục kích. Và chỉ tới lần thứ ba thôi thì tin người cái áo này dễ gào lắm luôn. Trời ơi, thời của tôi tới rồi, chỉ cần quánh đúng ba con Swain là có được cái áo. Nếu vậy thì kiếm cua ôi chết mẹ là giết nào vậy. Tôi nghĩ là kiếm cua Khứa quán ngục sẽ ra. Nếu vậy thì lần này chắc chắn sẽ ra thêm một lần nữa. Không được, có câu mày sắc có gậy nên kim. Tôi không tin là tôi quánh hoài mà không gậy. Thêm lần nữa. Tôi không tin là không. Lần nữa. Bạn nghĩ nó đánh tới khi nào ra? Tụi bay bấm tay đây nó đéo gà. Rồi vậy tôi với bạn ngồi dòm nó tới chiều luôn. Thêm lần nữa. 2000 năm sau. Trời đất ơi, đây là con boss thứ mấy mà cái kiếm nó vẫn chưa ra nữa. Tôi farm từ 2.9 belly lên 3.2 luôn rồi. Một cây kiếm hiếm mà farm tụt cái quần không ra. Rồi qua C2 sau lấy Rengoku. Thế là tôi cây đâu thì đi thiếu quyết định bỏ cuộc. Chứ farm nữa là y chang cái bữa farm áo tròn đen. Ủa vậy? Giờ thì đô đốc băng nó tới cùng chị với tôi. Từ nãy tới giờ farm cái áo hơi bị xì chết. Vậy trước khi sang C2 tôi chút mọi thứ dùng đô đốc băng này, vậy thì mới thể vui vẻ lên đường được. Và thế là cuộc hành trình của Kaido thời niên thiếu ở C2 chính thức bắt đầu. Và vì mới qua tới C2 nên tôi phải giao lưu với người bên đây một tí. Còn cáo kèm sơn mục tiêu giao lưu đầu tiên của tôi, vì nó có vẻ coi thường tôi do tôi là một thằng núp, cho nên tôi sẽ dùng nguyên cái combo Dragon vô cái mỏ nó cho nó hết hồn. Thấy mẹ rồi. Sau khi giao lưu nhẹ, tôi quyết định đi random trái quỷ để test xem độ may mắn của mình ở C2 sẽ như thế nào. Trước tiên thì cứ xe e để đẹp trai thấy bà nội đã. Rồi đây là lúc thể hiện chân mắt. Tôi bắt đầu bước tình vô web phong thủy hồi nãy rồi đó. Tiếp tục với cuộc hành trình đến C2 thì ở đây nguy hiểm hơn C1 khá là nhiều, nên tôi quyết định đi tìm một cái vũ khí chất lượng xíu. Và cái món chất lượng dễ lấy nhất chính là thanh Midnight Blade. Tôi chỉ cần pha 100 cái vật chất kỳ dị, thứ mà cứ quánh dài con quái là ra một đống. Ủa sao méo gà ta? Vì pha với server VIP nó khá là nhàm, nên tôi quyết định qua server thường để vừa pha vừa kiếm chuyện. Và tôi gặp hai Khước Phật tổ bất kiếm to này. Thế là tôi định thả nguyên chiêu C cho Khước kia lăn lê bò trường, rồi tôi chụp cái đầu nó. Mày hả mày? Xong tôi phun liều phát tiêu tử nhiệt nữa. Rồi tôi chạy.
Thế là thằng Khứa nó quản nó biến Phật tổ luôn. Và theo lẽ thông thường là tôi lại gẹo nó tiếp. Tôi cứ chạy qua chạy lại trong tàu mà nó không nên nào dí theo được. Với cái chiến thuật của mình tôi quyết định chui vô cái cửa này. Ở đây thì với một thằng dạng Phật tổ V2 không nên nào nó chui. Thế là nhờ vậy mà nãy giờ tôi vẫn chưa farm được cái vật chất kỳ dị nào. Mà đất tôi quái đây nó cũng méo ra. Tôi bắt đầu nghi vấn về cặp cánh màu cam của mình rồi đó. Thế là tôi định đổi sang bãi quái khác để test. Được cái là mấy quái ở bãi này thì nó hơi bị mạnh nhẹ. Thế là tôi quánh cả buổi trời không. Không được con nào mà còn bị cút. Thế là tôi lại phải trở lại bãi ban đầu. Và nó lại méo ra nữa. Cái gì vậy trời, tôi nhớ bình thường cái vật chất kỳ dị này ra nhiều lắm mà. Trời ơi, cuối cùng tôi được một cái rồi chứ còn 99 cái nữa thôi. Ừ, 99 cái giống vậy nữa thôi. 2000 năm sau. Trời ơi, cái chai Dragon của tôi lên 350 battery luôn rồi. Mà tổng cộng mới được có 93 cái rìa lý. Vậy là cái cánh con rồng màu cam của tôi nó phong thủy dữ chưa? Ba mẹ cái trang có phong thủy hồi nãy. Một cơ rùng mình chạy dọc sông lưng bạn. Là con thì chứa nguyên quyền rủa. Hay như tôi nhớ chỉ cần tiêu diệt được nó thôi thì sẽ nhận được 10 vật chất. Có nghĩa là chỉ cần sử một mình nó nữa thôi là dư rồi. Thế là đổi kế hoạch tập trung tất cả sức mạnh vào đánh thằng Khứa này. Tôi sẽ cố gắng hạ nó. Đúng là sức mạnh của cây Midnight thanh kiếm mà tôi muốn lấy. Còn boss nó chụp tôi không trượt phát nào. Nhưng mà cũng vì vậy tôi mới sử Khứa thuyền trưởng này. Nhất định phải có được thanh kiếm đó. Thế là tôi phải liên tục ở trong cái vòng lặp quánh con boss. Rồi bị con boss nó quánh. À không, cái này là bị thằng Khứa mất dạy cái nó quánh. Rồi tôi trả thù thằng Khứa kia. Rồi tôi lại quay lại đánh con boss tiếp. Và cuối cùng thì chẳng mấy chốc cái kết đã tới. Đây là lúc tôi nhận 10 vật chất dậy đổi thành Midnight Play. What the. Thế là tôi lại phải quay lại thăm ngàn cái quái thường tiếp. Mà mấy ông coi đi, nó có ra đâu. Lần đầu tiên tôi farm vật chất kỳ dị mở cực như con cốt vậy luôn. May mắn là với tất cả sự cố gắng của mình thì cuối cùng cũng đủ. Vừa chẳng 100 cái luôn. Tôi farm để xem xíu nữa xóa game luôn rồi đó. Thế là tôi đã chính thức có Midnight Play. Và bây giờ tôi sẽ không ngán thằng nào. Mở chiêu đầu là 150 battery, rồi chiêu thứ hai là 325. Thế là sau khi cày cuốc tục cái quần để có được cái kiếm thì tôi lại phải cày tục cái quần tiếp. Tôi bắt đầu thấy cái cặp cánh màu cam để phong thủy rồi đó. Bây giờ trước khi đi cày tôi cần phải random giác quỷ cái đã. Hồi nãy tới giờ xì chết quá. Cuối cùng thì cũng chỉ có gacha mang lại hạnh phúc. Hoặc là trầm cảm thêm. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ chỉ có đi kiếm chuyện thì tôi mới xả chết được thôi. Cày đồ thời niên thiếu là phải chết đâu. Và tôi sẽ tận dụng khả năng vừa bay và thả chiêu xuống của mình. Ủa mà sao quýnh hoài không thấy nhảy sát thương. À đâu, hết nửa ông nội mới thấy. Nhưng mà không sao, giờ nửa ông nội còn lại tôi rất là tự tin là mình có thể sửa được một thằng. Vì tụi nó đang tập trung đánh nhau và không chú ý tới tôi đang bay lơ lửng ở trên đầu. Thế là tôi cứ thừa thời cơ mà phun xuống. Ủa dạ, trời ơi, nó thấy tôi rồi mấy ông ơi. Con gồng chứ phải con lãi đâu mà không thấy. Nhưng mà với khả năng vừa bay và spam của mình thì Khứa nó vô phương chạm vào tôi. Quánh hộ tao một cái. Ủa dạ, trời má nó em chú. Thôi tôi nghĩ là tôi nên đi cày cái Midnight cái đó mấy em à. Chứ đi kiếm chuyện cái này hơi bất ổn. Nhưng mà giờ cày battery cho cây này còn bất ổn hơn nữa nè. Tôi méo có năng stat vào kiếm. Thế là phải vừa quánh vừa canh máu mấy con quái. Mà để canh chính xác thì cần phải có Haki. Mà bà mẹ mấy con quái này quánh ác nó mất Haki hoài. Thế là trung bình cứ 5 phút thì tôi được vài chục battery. Ừ, 5 phút được vài chục battery. Một tiếng sau. Trời ơi, sao tất cả tôi cũng mở được cái chiêu đầu tiên rồi. Khai môn. Đây rồi, với kỹ năng xịn sò như thế này thì tôi mới thử kết hợp với combo các thứ, tạo những đòn đánh khống chế liên tục. Ủa sao nó bay kỳ vậy? Thế mấy đầu tôi cứ xê ra gần rồi dách của bán giả kiếm. Chéo là con quái nó giăng lên trời. Nó bay mất tiêu luôn. À nó rớt xuống rồi nè. Nhưng mà lại một cái, nếu tôi chỉ dùng dách của bán giả kiếm thì con quái nó méo qua bay mà nó chỉ giăng ở phía sau thôi. Trời đất ơi, cái vật lý gì đây trời. Thế là cuối cùng tôi thấy cái kiểu vừa bay giờ spam này hiệu quả cho tôi nhất. Tôi cứ biến gồng và chạy theo dí quánh là ao tôi trúng. Cỡ mấy Khứa ngang trình thì gặp tôi chỉ có chạy thôi. Mà chạy thì tôi cứ dí theo tôi quánh. Thế là thằng nhỏ chỉ biết bất lực. Chết mẹ teo rồi. Nhưng mà những lúc bị teo như thế này tôi vẫn có thể vừa bay giờ xả chiêu xuống. Mà thằng Khứa màu chi B2 đó nó level bao nhiêu mà nó trâu như vậy. Tôi quánh nửa tiếng hồ mà nó mất coi một chút xíu máu. Nhưng mà với trình độ nó không nào đánh trúng được tôi mấy. Tôi quên còn cái này. Chào mừng cháu đến với thiên đàng.